Magic chưa? Ủa là magic gì má? Magic keyboard đến giờ vẫn chưa hết hot khi liên tục lọt top những mối quan tâm của những anh em nào sở hữu chiếc iPad của nhà táo cắn dở. Bởi vậy, ngày hôm nay hãy cùng mình xem chiếc Magic Keyboard này có còn on top sau 2 năm ra mắt hay không cùng Thế Giới Phụ Kiện. Nhắc đến những sản phẩm của nhà Apple là một lần phải nhắc đến khả năng kết nối trong hệ sinh thái mượt hơn cả cách còn bản thân bạn lạc lách. Cách kết nối giữa em iPad của chúng ta và chiếc Magic Keyboard cực kỳ đơn giản. Với Smart Connector thì khi chỉ cần để em nó vào như thế này là đã có thể hít chặt lấy nhau. Bàn phím của chúng ta sẽ được nuôi pin từ iPad. Với mình thì mình sử dụng em nó khá là nhiều, nhưng mà một ngày mình cũng chỉ cần sạc pin cho chiếc iPad này một lần là có thể dùng vô tư rồi. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình thấy vấn đề sạc pin vẫn không hề thay đổi. Đau lưng, mỏi gối, tê tay thì đã có ngay điểm gập mở như thế này để giúp cho anh em của chúng ta có thể điều chỉnh chiếc iPad sao cho vừa tầm mắt. Ông bà nào á mà sợ đang gõ thì bàn phím lung lay á thì cũng đừng lo, bởi vì có lắc như thế này nè thì em nó cũng không rơi ra đâu mà. Nghe hơi ảo nhưng vẫn chưa hết cái bá đạo đến từ em nó đâu. Bàn phím được thiết kế với cơ chế cắt kéo, cảm giác gõ của em nó khá dễ chịu như gõ ở trên MacBook vậy, không cần mất thời gian dài để làm quen. Em nó kết nối khá là nhanh và chắc chắn như thế này. Điểm gập mở thì hết sức linh hoạt. Thời lượng pin dài. Phím của em nó gõ khá là dễ chịu bởi vì được sử dụng cái phím cắt kéo y như ở trên chiếc MacBook của chúng ta vậy. Và đó là tất cả những ưu điểm mà mình có thể thấy được qua em nó sau một thời gian sử dụng. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì mình có thể thấy được là lúc mới mua em nó về á thì em nó trắng trẻo đẹp đẽ. Bỗng một ngày mình nhận ra là em Ngọc Trinh ngày nào của mình giờ đã phải nói lời chào với những vết thâm sạm như thế này đây. Ngoài việc có những vết thâm sạm hay ám màu do thời gian như thế này thì em nó không hề bị bong chóc hay là dễ bị xước, mặc dù đã qua một khoảng thời gian dài mình sử dụng. Tuy nhiên á thì khi mua màu trắng này chúng ta cũng phải giữ thật kỹ đó nha. Em iPad của chúng ta cộng với em Magic Keyboard thì trọng lượng chưa đến 1 kg, thế nên là vẫn rất tiện lợi cho các anh em nào mang đi. Vì lấy pin từ chiếc iPad như thế này nên độ hao pin phải nói là có, nhưng mà nếu các ông bà muốn chiếc pin đầy bể thì có thể cắm sạc của em iPad ở chỗ này đây. Nhưng mà khi cắm vào đây á thì lo ngại bị vướng dây đúng không? Vậy thì chúng ta có thể cắm vào đây, vừa không bị vướng dây mà vừa tạo được độ thẩm mỹ cho chiếc máy của chúng ta. Mình có cảm giác là Apple đã rất cố gắng để có thể làm đầy đủ tất cả các phím trên một diện tích nhỏ như thế này, nên layout của phím có phần hơi kỳ quái. Và điều này sẽ không xảy ra với phiên bản 12.9 inch. Layout bàn phím không đầy đủ, có thiết kế kỳ quái. Touchpad thì hơi hẹp và màu trắng sẽ dễ ám màu theo thời gian như thế này. Và đó chính là tất cả những nhược điểm mà mình có thể thấy được qua một thời gian sử dụng. Trong tầm giá 8 triệu này thì có thể nói là em nó luôn luôn on top. Bởi vì em nó vừa nhẹ hơn mà vừa có thiết kế vô cùng hợp lý cho mình. Nhưng mà tuy nhiên thì với mức giá như thế này thì sẽ khá là không thân thiện mấy cho các bạn học sinh sinh viên. Chúng ta vẫn có nhiều sự lựa chọn gần giống với Magic Keyboard hơn mà mức giá hợp lý hơn. Tất nhiên là nó sẽ không có được độ nhẹ và độ nhạy như của Magic Keyboard rồi. Và đó là tất tần tật về chiếc Magic Keyboard sau một khoảng thời gian sử dụng. Nếu mà thấy ưng cái bụng thì book ngay em nó về nhà đi. Còn tà từ từ là hết giảm giá đó nha. Đừng quên là em nó đang được giảm giá tại Thế Giới Di Động, giảm tận 10% lận đó nha. Vẫn câu quen thuộc, nếu bà thích chiếc video này giữa muôn ngàn chiếc video ngoài kia thì đừng quên hãy thả một like, một follow để tôi ra thêm nhiều những clip thú vị khác nữa nhé. Với những sản phẩm nào mà mấy ông bà cảm thấy thích thú thì đừng quên để dưới phần comment cho tôi. Nào.